cả anh em đã đến với kênh sáng tạo nhá. Đấy thì hôm nay mình có mua được một cái mic, cái mic, cái này mic bluetooth nhá. Đấy các bạn, hôm nay mình có đi uống rượu đám cưới về hơi phê các bạn, đâm ra không biết làm cái gì nên làm cái mic này cho mọi người xem. Thì các bạn ạ, con mic này hiện tại là nó đang bị đấy nhá, bị hỏng chân sạc các bạn ạ. Đấy thì hiện tại là bây giờ mình cắm sạc vào đây này, cái bóng nó không lên nữa, để mình cắm sạc cho mọi người xem nhé. Đấy. Cắm sạc nha các bạn nhé. Đấy thì theo những cái mic bình thường ấy, các bạn cắm sạc thì nó sẽ có hai con bóng led báo cho chúng ta là mạch của chúng ta là đang sạc hay là không sạc. Thì hiện tại con này là nó sẽ không báo sạc được các bạn. Mình cũng không biết là cái bóng ở đâu nữa. Thì mình nhìn xem nào. Giờ xài rượu quá rồi đâm ra cũng không nhìn rõ nữa các bạn nhỉ. Vì các bạn hôm nay mình về cố gắng làm video clip này lên cho mọi người xem. Mọi người nhớ ủng hộ kênh sáng tạo nhé, like share và đăng ký kênh nhé. Và ấn chuông bên cạnh để nhận thông báo video chấm nhất của kênh sáng tạo các bạn ạ. Chả thấy bóng nào đâu nhỉ. Mình nhớ máu ngày trước nó có cái bóng. Thôi bỏ cái bóng đi, hiện tại là bây giờ nó sẽ không sạc vào nữa các bạn ạ. Thì bây giờ mình có một giải pháp này, mình đã chế sẵn rồi cho video clip của mình nó nhanh. Đây mình đã kết nối này. Đấy, đầu cộng của cái jack này sẽ đi vào chân cộng. Mình sẽ nạp thẳng vào quả pin này luôn, bởi vì cái mạch của nó sẽ không sạc được nữa rồi các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành giáp lại nhé mọi người nhé. Sẽ gắn cái này lại. Thì cái mic này thông thường nó chỉ bị hỏng cái sạc này thôi các bạn nhé. Thì anh em bạn bè nào có nhu cầu độ chế thì qua video clip này thì mình rất mong các bạn có thể độ chế được như mình này để sửa lại cái mic của mình và hát karaoke hay là gì đấy các bạn ạ. Nói chung là nó cũng rất là đơn giản các bạn nhé. Rồi giờ mình tiến hành gắn lại nhé. Thì mình đã tiến hành độ chế rồi mà. Đấy, cái đầu này mình đã khoan một lỗ này. Đấy. Mà video hôm nay mình làm có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua nhé các bạn nhé. Đấy, thì đây, đấy, đã được rồi các bạn. Ấn vào như này và lắp pin lại. Đấy, cần pin gọn vào đây. Thì chúng ta ốp lại như này là kít rồi. Thì cái đây các bạn, cái bóng của nó ở đây mà mình quên. Mình sẽ tiến hành cắm sạc lại cho mọi người nhìn này. Nó sẽ không thể vào được nhá. Đấy, cái bóng này. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Đây. Đây chính là hai cái bóng báo sạc của nó. Thì bây giờ nó đã hỏng rồi, cắm sạc vô tác dụng. Thì những anh em, nhiều anh em là rất hay gặp tình trạng này. Đấy. Cứ cắm vào một tí là nó mất nguồn, mất điện đấy. Là không làm ăn được cái gì nữa. Muốn hát karaoke mic miếc là cũng mất hết bạn nhá. Bởi vì có pin đâu mà hát. Thì hôm nay mình lên đây hướng dẫn cho anh em cách độ chế. Đấy, giờ mình sẽ tiến hành gắn cái nắp lưng này lại. Đấy, như này các bạn. Đấy. Ốc đây chúng ta vặn vào. Mình đảm bảo nếu mà anh em nào chế như này thì 100% thành công nhé. Sau mình sẽ clip sau mình sẽ hướng dẫn anh em độ chế cái cách mà dùng bằng củ sạc điện thoại nhé. Cái này thì mình dùng cái cục sạc của cái đấy. Đây mình sẽ cho mọi người xem. Đây.
đây có cái cục sạc của cái khoan các bạn, cục sạc này là 5V đấy, thì mình cắm vào. Hiện tại là bây giờ mình bật cũng không lên nguồn nữa rồi. Đấy, mình ấn nhá, thế này ấn này không lên nữa này, các bạn nghe thấy không? Giờ mình tiến hành ấn cái này lại này, làm lại như lúc mới luôn. Và chúng ta tiến hành sử dụng thôi, cắm sạc của lắp liền này các bạn. Mình khẳng định luôn, cái loa này thì 10 cái thì khoảng 8 cái là hỏng được chân sạc nha các bạn nhé. Vậy cái này mình đã biết quá rõ về bệnh đó rồi các bạn, mình nắm rất rõ. Cái nút này thì mình cũng độ chế luôn, bởi vì cái này mình này, mình độ chế bằng những cái này, những cái núm này nha các bạn nhé. Đây, chúng ta sẽ tiến hành ốp lại. Bây giờ mình khẳng định với các bạn đây, mình nhấn này, mic không lên tí nào. Rồi, giờ thì mình sẽ tiến hành cắm cái dây sạc này lại vào cái nguồn này. Cái này là sạc thẳng vào quả pin nhé các bạn nhớ nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ bật này. Chắc là pin này do nó hết kiệt rồi các bạn ạ. Power on. Boot mode. Đấy các bạn, nó yếu pin của anh pin. Power on. Bluetooth mode. Đấy. Cái này là chắc là do pin nó yếu quá các bạn ạ. Thì là nó sẽ bị như vậy nhá. Power on. Bluetooth mode. Đấy. Như vậy đã thành công các bạn ạ. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn sửa một chiếc mic Bluetooth bị hỏng đường sạc điện vào nhé các bạn nhé. Đấy, thì rất là đơn giản thôi. Các bạn nếu mà không có cái jack này này, bạn câu dây ra và nối vào những cái cổng sạc như thế này. Đấy. Hoặc là những cái dây sạc này để cắm vào cái củ này. Hoặc là mình nối dây từ trong quả pin này ra luôn các bạn ạ. Để mình cắm vào. Rồi, các bạn thấy video clip của kênh Sáng Tạo Hay thì hãy cho một like, một share và đăng ký kênh nhé. Và ấn vào chuông bên cạnh nhé. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá.